5 công thức sinh tố đơn giản giúp chị em giảm mỡ bụng thần tốc. Uống sinh tố mỗi ngày không chỉ giúp chị em bổ sung thêm dưỡng chất mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Sinh tố dứa. Dứa được sử dụng nhiều trong việc làm đẹp từ làn da đến vóc dáng. Một ly sinh tố dứa là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm mỡ bụng. Dứa giàu chất xơ, các enzyme tiêu hóa, vitamin C, canxi, kali nên có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho dứa vào máy xay sinh tố, thêm đá và xay nhuyễn là có ngay một ly đồ uống mát lạnh vừa giải khát vừa giảm cân. Sinh tố xoài, bơ. Xoài và bơ là hai loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho da và vóc dáng. Bạn có thể kết hợp hai quả này để tạo ra một loại sinh tố giảm mỡ bụng an toàn và hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần một quả bơ và một quả xoài chín, gọt vỏ, cắt miếng. Cho hai nguyên liệu vào máy xay nhuyễn, khi xay có thể thêm một muỗng nước cốt chanh vào. Chỉ vài phút là bạn có ngay một ly sinh tố giảm mỡ bụng thơm ngon. Sinh tố dâu tây, chuối. Cách làm món sinh tố này rất đơn giản, bạn chỉ cần cho 1 trên 2 chén dâu tây, một quả chuối và 1 trên 2 cốc sữa chua không đường vào máy xay nhuyễn. Đổ ra cốc và có thể thêm đá để thưởng thức. Loại sinh tố này rất giàu vitamin A, C thích hợp cho người muốn giảm cân, đồng thời còn giàu chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da, ngăn chặn quá trình lão hóa. Sinh tố lê. Để làm loại sinh tố này, bạn cần chuẩn bị một quả lê, một quả chanh, một quả dưa leo, một bó cải bó xôi. Lê gọt vỏ bỏ hạt, cắt miếng nhỏ, chanh vắt lấy nước cốt. Dưa gọt vỏ, cắt nhỏ, cải bó xôi rửa sạch, cắt khúc. Cho tất cả vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bốn loại sinh tố này trước khi đi ngủ trong khoảng một tuần sẽ thấy hiệu quả tốt trong việc giảm mỡ bụng. Sinh tố táo. Bạn cần chuẩn bị một quả táo, một quả chuối, một quả cam, một củ cà rốt, 10 lá rau dền, 25g bột đậu nành, táo gọt bỏ, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ và ngâm vào nước muối để không bị thâm. Chuối bóc vỏ, cắt miếng, cắm vắt lấy nước, cà rốt cắt khúc nhỏ. Rau dền rửa sạch, để ráo. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra ly. Có thể thêm đá cho dễ uống.